Ok cho tất cả mọi người. Thì bây giờ anh em mình đã có mặt tại Hà Nội rồi. Đây là khu nhà này, khu nhà gì thực sự gì? Đây là hiện tại đang ở Long Biên, khu là khu mới Long Biên rồi. Đang đồng vào nhà bạn bạn Tiến, Tiến Babi các bạn. Hiện tại đang ở Long Biên Hà Nội. Đây, đang Khai Sơn tàu nữa. Khai Sơn à? Khai Sơn Long Biên à? Khai Sơn tàu. Khai Sơn tàu đất á. Đây gì? Đây là khu ấy. Khu đô thị à? Khu đô thị mới. Ôi đẹp không? Khu đô thị đi vào ba đường. Đưa ông vào đi vào công trình xây dựng à? Hoặc là tưởng vào thăm công trình. Đây, công trình xây dựng. Đây, đang đi vào nhà bạn Tiến các bạn. Đây này, ngõ 268 đường Ngọc Thụy. Quay hẳn đây này mà không? Đây đây. À quên, mình quay mặt mình. Đây. Quay lên đường. Lên đường này. Rất từ từ. Chỗ khu này là khu nào đây? Đây này. Ôi, quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi. Gần quá, nhà rồi, quay lại. Quá rồi à? Ờ, để ra đầu ngõ nhá. Đây này. Ngõ 268 trên 21. Quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi, vừa đi qua rồi, quay lại đi. Thay áo trắng thì cho dễ nhìn nhé. Mà thay áo trắng rồi đứng ở cửa ngõ dễ nhìn. Quay lại đi. Ôi xe máy sao sợ. Trẻ. Hiện tại anh em mình đã đi quá nhà bạn Tiến một chút, rồi phải quay lại. Đây. Đi chậm chậm mới sửa. À kia đâu, kia đâu đây. Hình như này nuôi lại mình đấy. Mặc áo xanh xanh như đúng không? Tình bạn có giác quan thứ 6 không? Nhìn... đây xây. Nhìn con đùi con sót kia. Chọn đâu, chọn. Đây là trong cái trong. Biết rồi. Để bạn, cua đó phải à? Là tổ dân phố 22 phường Ngọc Thụy. Đấy, Ngọc Thụy Long Biên đấy. Xây. Tiến Babi. Các bạn đây là đến gần nhà bạn Tiến này. Đại gia ở trong phố rất là đẹp. Để xe ngoài này. Chào các bạn nhá. Đấy. Anh ấy để xe ngoài này này, ở trong trong nhà em không chỗ đỗ xe. Rồi rồi. Đấy cứ để đây được, được rồi, để mép vào đây. Mình nhìn thấy quá con đùi gì gọi là màu xanh nhạt mình biết rồi. À là con vẫn nhìn thấy áo à? Là con vẫn phát hiện được bác Tiến thôi. Rồi vâng, ok. Đã đến nhà bạn Tiến rồi các bạn ạ. Vào thắp hương. Đóng đi. Vào đi từ không à? Bên chào bác Tiến. Đồ đạc thì ở ngoài cốp xe ấy, từ từ đấy. Chưa thấy có cái gì. Chưa đến nhà. Cầm ở trên tay cả. Chưa đến nhà nó bảo đi người không về, à? Hôm trước đã về là không thấy khui hàng nữa rồi. Đây. Đây chưa khui hàng giờ khui lên đưa đây này. Không phải chưa khui giờ khui lên đưa được cái này. Đi. Đây. Khui được đấy. Không có gì từ Angola. Đây, từ Angola đây. Khổ lắm. Mừng à? Không có gì nữa. Được đấy. Nhiều thế. Quà có bạn kia đưa đi đâu mà nhiều thế. Quà bạn vàng. Quà kia đây đâu. Đấy là quà tí này cho Tâm là đưa thừa lễ và thắp thắp hương ông. Bạn đang gặp nhau. Sao nhanh nhỉ, đi làm bây giờ đấy. Hả? Đi đâu? Đi làm. Đi làm thì bạn bè lên rồi nhanh để tôi đi làm ấy. Chán thật. Khả năng gì ấy thì xong đi sang cửa hàng chơi. Ờ tí nữa. Tâm đang chờ bên đấy rồi. Ăn à? Ừ. Tâm đang chờ cửa hàng xong là tí nữa là sẽ đi ăn. Em gọi sửa vào đây nữa. Tí nữa là sẽ là mời là gia đình đông là đến một cái quán sạch điệu nhất ở Hà Nội luôn. Sạch điệu nhất. Đi ăn đấy nhá. Chả cá lá vọng nhá. Cái đấy thì gọi Bin đồng ý không? Ở đâu nhưng mà cái đấy mà ngon mà. Toàn món cá mà. Ok nha các bạn, vừa
gia đình mình cũng vào trong nhà bạn Tiến rồi, và thắp hương cho ông. Và bây giờ cũng đang đi ra chỗ nhà em Tâm, mới là đi ra chỗ làm của bạn Tiến. Để bạn Tiến mời là... mời ra chỗ làm. Các bạn đã đến muộn quá, mình thì cũng phải cũng đến giờ đi làm thì cũng chạy qua chỗ cửa hàng một lúc thì anh em bắt đầu mới đi ăn được. Đáng lẽ là đi từ lúc 1 rưỡi rồi nhưng mà bây giờ 3 giờ rồi bắt đầu mới ra. Con trai này đi cùng với bố như rất tình cảm. Con trai mình hay xấu hổ lắm. Giờ là đi ra chỗ đâu rồi? Mai đi đâu? Đúng là người ta bảo Hà Nội không gọi đâu rồi, xe nhiều rồi, nhiều hơn quê. Bên thấy nhiều ô tô hơn quê không? Trời, ok, bây giờ là tí nữa. Nói gì đi. Ê, ở ngoài nổ như bom ấy, nói ầm đấy. Nhìn cái máy quay này. Gặp bạn Đông là ở trên này xúc động quá, không biết nói gì cả. Bạn Tiến thì gặp bạn Đông tắt điện chỉ có tắt điện này đấy các bạn ạ. Chỉ có được cà văn cuống này, không nói được gì mà không bốc phét được gì luôn đấy. Làm sao mà bốc được, nói gì đi bạn. Ôi tí làm mấy chai bia vào bắt đầu mới nói thì nói gì đi. Cái tình hình thế nào bạn, bao giờ đi chẳng hạn đấy? Đi à? Bao giờ sang đấy? Chắc khoảng tầm ngày 25 tháng 6 này là mình và Philip sẽ sang bên kia. Bạn Tiến là chuẩn bị sang bên kia rồi các bạn, sang trước chục ngày nữa. Về nhà khá lâu rồi. Về nhà nửa năm rồi. Về nhà nửa năm rồi, nhỏ cái nửa năm rồi. Ok cho bạn. Thế bây giờ mình cũng đã lên vừa ở trong nhà bạn Tiến ra. Đây, đang được bạn Tiến này đưa ra chỗ làm việc. Thăm nơi làm việc của bạn Tiến. Cũng như gặp em Tâm nữa. Hẹn gặp em Tâm ở đây, vui rồi. Chỗ đẹp thế này. Đấy, chỗ làm việc của giám đốc Tiến này. Đây là em chào anh. Anh ở đây à? Đông để ngoài thôi. Dạ chào anh. Dạ. Dạ chào chị. Dạ. Chào anh chị ạ. Dạ. Và quay đây. Chỗ làm việc. Anh giám đốc Tiến đấy. Giám đốc. Đã mắt sản phẩm. Đây, tất cả rất là nhiều mặt hàng đó các bạn. Thì khả năng phải xem cái bình nào đẹp đẹp mua ủng hộ bạn bình đấy. Dạ. Em chưa. Tí nữa lấy một biểu hôm trước biểu một bình rồi nhá. Tí nữa. Tí tôi mua ủng hộ bạn bình. Thật à? Thì ai cứ biếu mãi đấy thì cũng ngại. Được đấy. Đấy. Rồi không nên thăm bạn thì thôi. Nên tí phải mua ủng hộ bạn bình đấy các bạn ạ. Đấy. Là chiều là đi làm sớm nhưng mà. Hôm nay hơi nhớ giờ là Đông đến là hơi muộn. Đấy. Muộn. Đấy. Thôi tí nữa giả tiền ăn cũng được. Đúng không? Đúng không? Là thế nào? Bạn nói như nào? Thôi tí đến muộn tí là giả tiền ăn được. Được. Cũng được, mình thì hợp lý đâu. Chưa. Ấy rượu này đủ các loại, đủ các kiểu, quan đà điểu, đông trùng hạ thảo. Đây đúng đông trùng đấy nhỉ? Đấy. Nhiều lắm các bạn. Cái này đúng là môn sở thích của mình này. Đây, đông trùng này. Toàn kết nối giá trị, chia sẻ niềm tin. Đây. Rượu toàn rượu này. Bạn nào yêu thích cái môn rượu ngâm này thì đến ủng hộ bạn Tiến Babi. Đấy, toàn đông trùng hạ thảo. Nhiều không? Rất nhiều các bạn. Và xem có thích bình nào để tí mua ủng hộ bạn Tiến của mình. Đấy. Bình đắt nhất đi. Hả? Tí nữa sẽ Đông sẽ mua bình đắt nhất để gọi là lấy cái tiền lãi đấy tí còn đi ăn. Bình vừa đấy này. Riêng Đông là bình thường là sẽ giảm phần trăm 15 đến 20% gì đấy. Nhưng mà Đông là sẽ là
không được giảm bởi vì là cái 15%. Em tưởng là đang là 50% giảm. 15% đấy, 20% đấy là sẽ tính vào cái là tiền ăn tí nữa các bạn nhé. Bạn, thế thôi để tôi đi mời bạn đi ăn đi. Dễ. Đấy, rất là nhiều rượu. Rượu để gọi Tâm đến đâu nhỉ? Tâm đến đâu rồi? Đây, vui những bình rượu này. 16,7 lít. Đây là cái cây gì đâu bạn Kiến này? Lấm à? Lấm Vân Chi đấy. Lấm Vân Chi à? Lấm Vân Chi. Ôi, ô, cái bình này nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp đẹp này. Ừ. Ôi, có bình Lấm Vân Chi, nhà có đây là Lấm Vân Chi với táo đỏ. Lấm Vân Chi táo đỏ à? Ừ. Mình thích cái nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây công đoạn đã có bình này rồi đúng không? Đấy, ở nhà hôm trước đã đưa đến bình này rồi. Đấy thôi, bình này thôi. Đấy, bình rất là nhiều này. Đấy. Rượu đấy. Hôm nay cái này gọi là kho là gần nhìn đấy. Đâu kho ở dưới kia nữa. À rồi. Cái này là cái gì cứ mỗi loại một chén là các bạn. Đấy em ơi. Không hết vòng rồi cũng say đấy. Em Tâm đây. Chào các bạn. Tâm cũng qua đây để đi ăn với cả mọi người luôn các bạn nhé. Đây giờ em đang chạy qua. Ừ, anh đang ở chỗ. Bạch Mai. Cô Tiến. Bạch Mai. Rất là nhiều. Có giấy tờ đàng hoàng ý. Ô, có đầy đủ rồi. Tất cả cái này có giấy tờ đầy đủ. Tất cả là đều có giấy tờ. 21 Bạch Mai với cả gọi là thành. Gọi là có nguồn gốc. Đây, uy tín đấy. Đây. Vâng. Uy tín đấy, uy tín đấy. Em ở dưới này. Rất là nhiều. Còn là sản xuất các thứ thì ở trên Bắc Giang hay gần nhà Liquid đấy. Có nhiều loại các bạn. Ô, cũng như bên mình thì giấy tờ gọi là A3 giá các thứ này đầy đủ nhá. Giấy tờ làm việc, à giấy tờ gọi là chứng nhận hàng xịn sò đấy. Đầy đủ hết. Cây các bạn thì sau một hồi đang đi tham quan cái nơi cửa hàng của bạn Tiến, em Tâm giờ mới đến rồi. Chào các bạn. Em Tâm giờ mới đến các bạn. Thấy anh em mà ngồi nói chuyện. Chào bạn nhá. Dạ. Chào Tâm đi. Con thích bình nào bố? Dạ, ra chọn bình nào về bố cho uống. Uống thì uống đi. Thích bình nào? Các bạn nhà Đông thì này là rất thích chơi rượu. Đấy hôm trước thì quay ở nhà Đông đấy thì là hàng nghìn bình rượu. Con trai nhìn cái bình nào đẹp tao bố mình. Nhà bao nhiêu bình rồi? Nhà có vài chục bình. Vài chục bình rồi, đưa là mình sẽ tặng thêm cho Đông một bình nữa để về cho vào cái bộ sản phẩm nhá. Hay được tặng đấy. À, tính mình thích đi tặng. À, giống như kiểu là Đông là hay lên bản là tặng bà con đấy. Đấy. Còn đây là cái sản phẩm của công ty tặng riêng khác, tôi tặng khác nhá, và công ty lại khác. À đó. Ờ. Cái ngại thật. Cái này khả năng quá lên các bạn. Cái này là sản phẩm tăng cường sức khỏe này. Cái này là một cái cho bố và cái mẹ này. Đấy. Ông ăn vào lúc buổi sáng sớm lúc chưa ăn sáng nhá. Còn cái này là một chai rượu. Với cả một chai rượu với cả một hộp đông trùng này. Cái này là ông về cho ông bà pha trà uống được. Rượu này thì bảy bảy tinh muốn thì muốn bảy thì bảy đông trùng là có thể để tôi cũng vào mua ủng hộ này, ủng hộ bạn một chai vinh nhá. Tặng là được chưa, tính chưa, tính đấy. Thì đấy bây giờ cho chọn một bình là để tặng luôn. Thôi mua là ngoài tặng. Đây, mua là ngoài. Mà thích thì tặng một bình thì mua một bình cũng được nhá. Rồi chào đây. Bình à. Bình xinh xinh nhỏ nhỏ. Không, bình lần trước là có bình đông trùng rồi, bây giờ là có cái bình nấm bất chi đây. Đây là bình này. Bình cái bình này nào? Một bình nấm bất chi này. Đấy. Đẹp á? Lớn. Độ siêu tầm của cái này là hơi hiếm đấy, nấm bất chi. Mình phải bình cái bình nào? Bình cũng là nấm bất chi đấy. Cái ô mà cái này là bánh ngắm rồi kệ nó. Lấm à? Lấm
bồi bổ cho sức khỏe. Cái này là đẹp đấy, về mà mới gặp vợ mà uống cái này là được đây này. Ông tôi đấy chưa uống, mình chưa uống gì, uống ngay đi, uống ngay đi, đúc còn gì nữa, rượu ngon. Có bạn thì hiền, cái uống của mình đấy thì nó không à, nó đấy không thành là tôi lại chỉ anh vào bảo nóng cho cậu mình này đấy để mua ủng hộ công ty cũng như bạn của mình. Đây là bình tặng đấy, còn mua thì này ra tăng hạt. Ờ, đây là bình tặng, còn mua thích mua bình nào có gì lại ra thế thì mua cho mình cái bình rẻ tiền nhất. Chọn mua cái bình kia để mua các bạn ạ. À, bạn Tiến bảo tặng thế thì ra là phải mua cái bình rẻ tiền nhất. Mua bình từ 5 triệu, 10 triệu gì đấy. Ơi mua cái bình rẻ tiền nhất đi này. Quan đấy là hợp lý không? Hả? Bình mình nhanh nhẹ không? Thôi đấy luôn. Cái đống nhỉ? Trong nhà này. Bà chọn bộ bố bình. Ồ, ở nhà mà thấy thiếu bình nào thì nhà sưu tầm thôi. Đây giới thiệu bạn này nhà sưu tầm. Đấy. Nhưng nhà sưu tầm ở nhà là toàn là bây giờ là mình sẽ mua ủng hộ anh Tiến đúng không? Đúng rồi. Ủng hộ bạn Tiến của mình tặng suốt cho suốt này. Nói chung là mình tư vấn là từ 3 giờ chiều bây giờ đến 5 giờ rồi là nó chưa nghĩ được cái bình nào cả. Tiến bạn ấy mai bạn ấy bảo là ông nên ông bảo mua mà không trả tiền hay tiền thật đấy nhá. Đây anh có từ 200 nghìn anh đem cho tôi đây đây anh có đấy. Đây bạn Tiến bạn ấy nhớ ra nhá, tao bảo này chưa phải trả tiền ăn cố la đây còn quên thì anh trả tiền ăn cố la bạn gì đúng không? Trả tiền ăn cố la được 1.3 triệu nhưng mà giả hẳn 1.4 triệu cũng được, không vấn đề gì cả. Sao đấy không vấn đề? Ok các bạn nhé, giờ thì xong hết rồi thì bây giờ là mình sẽ đưa Đông Con Lùn với cả gia đình đi ăn. Thì mời các bạn là xem trên kênh của mình nhé. Đúng rồi đấy. Ok các bạn, thì hôm nay anh em mình cũng đã... anh em mình cũng đã lên... nên là buổi sáng thì lên thăm gia đình là Linh Philip, buổi chiều lên thăm qua lên thăm Hương bố bạn Tiến, đến chỗ thăm cái làm việc của bạn Tiến cũng như là gặp để quan tâm, nên là anh em bây giờ ngồi nói chuyện với nhau một chút. Nói như bạn Tiến thì có gì thì các bạn sang kênh bạn Tiến để xem bạn Tiến hôm nay bạn Tiến mời mình cái món gì đặc sản ở trên Hà Nội như thế nào. Chứ mình là người nhà quê nên là không biết gọi món đâu các bạn. Đây, gọi món không ngon được không? Bạn Tiến bạn lại chê, thôi để bạn gọi. Đấy. Rồi. Ok.
Thì video này anh em mình cũng xin được dừng lại đây nha các bạn. Thôi, bạn này cầm ví là thôi, mời thôi, bạn cầm ví. Cầm ví là tiền nha. Rồi ok, chào các bạn nhé. Chào các bạn nhé.